Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai 23 tháng 1. Ngay sau đây sẽ là các tin tức thời tiết chính sẽ có trong chương trình. Hà Nội 12 độ C, người dân chật vật đi làm trong mưa lạnh. Không khí lạnh gây mưa lớn cục bộ ở các tỉnh miền Trung. Băng tuyết cực đoan làm hơn 90 người thiệt mạng ở Mỹ. Mở đầu chương trình ngày hôm nay sẽ là cập nhật về tình hình không khí lạnh tại miền Bắc. Thưa quý vị, hôm nay là ngày mở đầu cho đợt không khí rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ kéo dài trong nhiều ngày tới. Ngay từ sáng sớm nay, không khí lạnh tại Hà Nội đã được cảm nhận rõ rệt với nền nhiệt giảm xuống chỉ còn từ 12 đến 14 độ. Hôm nay, không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa tràn về khiến miền Bắc chuyển mưa rét. Người dân ra đường phải mặc thêm nhiều lớp áo ấm, giao thông ùn tắc khắp nơi khiến nhiều người chật vật di chuyển đi làm, đi học. Nền nhiệt giảm xuống 12 đến 14 độ C. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, có mưa, mưa rào, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét hại, nhiệt độ thấp nhất 10 đến 12 độ C, nhiệt độ cao nhất 12 đến 14 độ C. Theo ghi nhận, nhiệt độ giảm sốc 12 độ C, kèm mưa khiến người dân ra đường phải mặc thêm nhiều lớp áo ấm, giao thông ùn tắc khắp nơi. Các phương tiện phải chờ nhiều nhịp đèn tín hiệu rồi mới có thể di chuyển đi qua các ngã ba, ngã tư. Mọi người đều trang bị áo ấm, khẩu trang, mũ và khăn. Không khí lạnh kèm theo mưa rải rác khiến người dân cảm nhận cái lạnh rõ hơn khi đi ra đường. Nhiều người trẻ con đi học vẫn phải mặc áo khoác ngoài trong cái lạnh tê tái. Người dân khi đi ra đường đều mặc áo ấm, thậm chí trùm kín áo mưa trước đợt không khí lạnh lần này. Để đảm bảo sức khỏe cho học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị trưởng phòng giáo dục và đào tạo, hiệu trưởng các nhà trường duy trì việc theo dõi thông tin về nhiệt độ ngoài trời của khu vực Hà Nội trong những ngày rét đậm, rét hại, được phát trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Căn cứ vào thông tin này, hiệu trưởng các nhà trường trên địa bàn thành phố chủ động điều chỉnh giờ học hoặc cho học sinh nghỉ học. Học sinh mầm non, tiểu học nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 10 độ C. Học sinh trung học cơ sở nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 7 độ C. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ chiều và đêm ngày 22 đến ngày 24 tháng 1, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Cảnh báo mưa lớn cục bộ có khả năng sẽ gây ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại các vùng trũng thấp. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay bộ phận không khí lạnh mạnh ở phía Bắc tiếp tục tăng cường xuống phía Nam. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ chiều và đêm 22 đến 24 tháng 1, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20 đến 40mm, có nơi hơn 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày và đêm 22 tháng 1 ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng cao từ 2 đến 3,5 mét. Ở khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió đông bắc mạnh lên dần cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng cao từ 3,5 đến 5 mét. Vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau và vùng biển giữa Biển Đông, phía tây nam của Biển Đông, bao gồm vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Từ chiều tối ngày 22 tháng 1, gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 3,5 mét. Chiều tối và đêm 22 tháng 1, vùng biển từ Quảng Trị đến Khánh Hòa, phía đông của Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía đông quần đảo Trường Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao 2 đến 3 mét. Thưa quý vị, thời tiết lạnh giá, băng tuyết dày đặc đã khiến cho hơn 90 người thiệt mạng ở Mỹ tuần qua. Dự kiến, thời tiết cực đoan này sẽ tiếp tục kéo dài trong tuần này. Ngày 21 tháng 1, đài CBS News đưa tin đã có 91 người thiệt mạng vì băng tuyết và giá rét ở Mỹ trong tuần qua và khả năng hiện tượng thời tiết cực đoan này sẽ còn kéo dài khắp nước Mỹ trong tuần này. Sở Y tế bang Tennessee, đông nam nước Mỹ báo cáo 25 người thiệt mạng liên quan tới thời tiết, băng tuyết và giá rét cực đoan trong tuần qua. Bang Oregon xác nhận ít nhất 16 người thiệt mạng do thời tiết, trong đó có 3 người thiệt mạng vì bị cây đổ đè lên xe. Nhiều trường hợp cũng bị thiệt mạng cũng được báo cáo ở các bang như Washington, Kentucky, New York. Một số bang phát đi cảnh báo người lái xe cần phải hết sức cẩn trọng khi lưu thông trên đường trơn trượt do băng tuyết. Theo các nhà chức trách Mỹ, cuối tuần rồi thời tiết cực đoan hoành hành mạnh ở nước Mỹ, hàng chục triệu người đã phải đối mặt với cái lạnh buốt giá với nhiệt độ dưới mức trung bình vào hôm 20 tháng 1. Giới chức Mỹ cảnh báo phía đông của nước này có thể sẽ trải qua thời tiết lạnh nhất trong mùa đông năm nay với những đợt gió lạnh nguy hiểm. Giới chức Mỹ cũng cảnh báo hiện tượng đóng băng kéo dài đến phía bắc bang Florida.
Trong khi đó, ở phía tây nước Mỹ, bang Oregon vẫn trong tình trạng khẩn cấp sau khi những cơn bão tuyết đổ bộ vào bang này, khiến hơn 45.000 hộ gia đình mất điện. Các bang New York, California, Mexico, Pennsylvania, Indiana cũng ghi nhận tình trạng mất điện. Các nhà dự báo cho biết tình trạng băng giá và tuyết rơi ở Mỹ dự kiến sẽ kéo dài đến đầu tuần này. Để giữ an toàn trong thời tiết lạnh giá, các chuyên gia khuyến cáo người dân mặc nhiều lớp áo khi ra ngoài, thận trọng khi vận hành các thiết bị như máy sưởi cũng như chú ý các triệu chứng của tình trạng hạ thân nhiệt. Tiếp theo chương trình sẽ là những cập nhật về tình hình thời tiết chung cho ba miền trong đêm nay và ngày mai. Tại Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trung Bộ, có mây, có mưa rào rải rác. Nam Bộ, có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ, ngày trời rét, đêm rét đậm rét hại. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 7-10 độ, có nơi dưới 2 độ. Nhiệt độ cao nhất 15-18 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 18 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, trời rét hại. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 7-10 độ, vùng núi 3-6 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ. Nhiệt độ cao nhất 12-15 độ, vùng núi 9-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Nam có mây, có mưa vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Phía Bắc ngày trời rét, đêm rét đậm rét hại. Phía Nam chiều tối và đêm trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 9-11 độ, phía Nam 13-16 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 21-23 độ, phía Nam 25-28 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Riêng phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Từ đêm mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 7. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 19-22 độ, phía Nam 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mây ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng cao 2-3,5 m. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Phía Đông, gió Đông Bắc cấp 5, từ chiều tối mạnh lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Phía Tây, gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, từ chiều tối mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Ngay sau đây sẽ là dự báo thời tiết cho 5 thành phố chính trong đêm nay và ngày mai. Tại thủ đô Hà Nội, nhiều mây, có mưa, mưa rào, gió Đông Bắc cấp 3, trời rét hại, nhiệt độ từ 8-14 độ. Thành phố Vinh, nhiều mây, không mưa, nhiệt độ từ 11-23 độ. Thành phố Huế, nhiều mây, không mưa, nhiệt độ từ 18-24 độ. Thành phố Đà Nẵng, nhiều mây, không mưa, nhiệt độ từ 19-25 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, mây thay đổi, trời nắng, nhiệt độ từ 23-32 độ. Thưa quý vị, khu vực Bắc Bộ với sự hoạt động của khối không khí lạnh mạnh tăng cường, thời tiết thời gian tới sẽ chìm trong rét buốt, có nơi rét đậm, rét hại. Quý vị cần chú ý giữ ấm cơ thể, tránh để bị nhiễm lạnh. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã hết. Những thông tin dự báo thời tiết tiếp theo sẽ có trên kênh của chúng tôi vào sáng ngày mai 23 tháng 1. Xin mời quý vị chú ý đón xem. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!